Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta cùng làm cái này. Ở đầu câu này thì các bạn thấy có một giới từ nào không nhỉ? Ở đây thì chúng ta có từ of này, bỏ ở đây. Nào, us first, nó là một trạng từ, chúng ta bỏ. Nào, đây chúng ta có s cộng verb o, đây chúng ta có s này, verb này, o. Thì đây chính là cấu trúc là s phải chấm chấm phải verb o đúng không? S phải chấm chấm này, phải verb o này. Vậy, nếu thế thì đây chính là cấu trúc là s cộng với verb của o, gạch. Thì các bạn thì từ because chính là sub của mệnh đề, trạng từ, vậy đây chính là sub rồi cộng với s cộng với verb, vậy gạch này, vậy gạch chân sau động từ thì nó thiếu tân ngữ lại là gì, lại là danh từ, cụm danh từ và mệnh đề, danh từ lại thiếu ba cái này. Thì nếu mà gạch xét thì nó chính là cấu trúc là s cộng với verb gạch thôi đúng không nhỉ? Nào, ở đây thì các bạn thấy là chúng ta chọn gì được? Ở đây thì chúng ta chỉ có thể chọn được là phương án C. Ở đây thì nó chính là S cộng với to be, rồi sau đó là verb ed, rồi cộng với giới từ o. Thì đây nó chính là thể bị động S cộng với to be cộng verb ed cộng với giới từ o. Còn từ often nó chỉ là trạng từ, các bạn bỏ đi, đừng có xét làm gì cả. Còn các phần khác thì các bạn thấy là nếu mà chọn phần D, ok, từ đây đến đây nó chỉ là một danh từ, nhưng đằng sau chúng ta có một verb o, chính vì sai trong câu chúng ta thừa thừa verb. Còn đối với phần A, trạng từ bỏ nha. Phần A thì đây thì các bạn thấy là ok, which chính là sub của mệnh đề tính từ, đây chính là sub cộng s cộng verb. Sub cộng với s cộng verb. Nhưng mệnh đề tính từ thì nó phải đứng sau danh từ, nhưng đây là động từ vì tính sai. Còn phần B thì các bạn thấy là đây nó chính là to be rồi sau đó verb D nhưng không có giới từ rồi sau O, vì thế nên không phải là thể bị động, chính vì thế nên sai. Xin chào các bạn.